Chào mừng các bạn đến với bản tin công nghệ trợ giúp Sao Mai Access Tech ngày 5 tháng 10 năm 2024 do Trung tâm vì người mù Sao Mai thực hiện. Phát hành NVDA 2024.4 Beta 5. Ngày 2 tháng 10 năm 2024, NV Access đã phát hành phiên bản 2024.4 Beta 5 của trình đọc màn hình miễn phí mã nguồn mở NVDA. Người dùng có thể tải về và trải nghiệm và thông báo cho nhà phát triển khi gặp bất cứ vấn đề gì. Cũng như phiên bản trước, không thấy nhà phát triển nói đến các tính năng hay cải tiến so với các phiên bản beta đã ra mắt trước đó. Hướng dẫn sử dụng NVDA. Bài viết sau đây dành cho người mới, hướng dẫn các thao tác cơ bản của trình đọc màn hình NVDA, như cài đặt NVDA, mở trình duyệt, thực hiện các thiết lập cơ bản, giới thiệu các phím tắt của NVDA, v.v. Các khóa tập huấn trong tháng 10 của Freedom Scientific. Đây là lịch tổ chức các khóa tập huấn miễn phí của Freedom Scientific trong tháng 10 năm 2024. Thủ thuật Windows 11, 22 thiết lập để có trải nghiệm tốt hơn. Bài viết dưới đây gợi ý 22 thiết lập mang lại sự tiện lợi cho người dùng Windows 11. 20 phím tắt hữu ích trong Windows 11. Dưới đây là 20 phím tắt giúp người dùng Windows 11 nhanh chóng mở các tiện ích phổ biến như Setting, Task Manager, kèm biểu tượng cảm xúc, mở trình đơn ngữ cảnh theo kiểu cũ. Thủ thuật với JAWS, di chuyển nhanh đến thanh trượt trên web. JAWS vừa cập nhật một lệnh để di chuyển nhanh đến các thanh trượt slider trên web để thu nhanh hay chỉnh âm lượng cho video trên YouTube chẳng hạn. Lệnh này chưa được gắn phím tắt và người dùng có thể xem bài viết sau đây để thực hiện gắn phím tắt rồi trải nghiệm tính năng mới này của JAWS. Video, thủ thuật tự quay video với JAWS và Zoom. Có thể nói đây là một mẹo hữu ích cho người khiếm thị muốn quay video mà không có người sáng trợ giúp. Mẹo kết hợp tính năng Face in View của JAWS 2024 và tính năng tạo phòng họp của Zoom để quay video được chia sẻ trên kênh YouTube của Freedom Scientific. Reaper đã có nơi lưu trữ tài nguyên mới cho người dùng trình đọc màn hình. Thay vì lưu trữ tài nguyên của Reaper cho người dùng trình đọc màn hình trên Dropbox, một nền tảng không mấy tiện lợi với cộng đồng người dùng khá đông đảo như diễn đàn RVP, diễn đàn chia sẻ và trao đổi về trình biên tập âm thanh Reaper cho người khiếm thị. Các tài nguyên đó đã được chuyển sang một nơi khác, gọi là Reaper Accessibility Howard. Bạn đọc có thể xem bài viết hướng dẫn truy cập và sử dụng trang tài nguyên nói trên. Gemini Live miễn phí, đánh giá và ấn tượng. Vào ngày 13 tháng 8 năm 2024, Google bắt đầu triển khai tính năng Gemini Live cho các thiết bị Android. Ban đầu chỉ dành cho riêng cho nhóm Gemini Advanced trả phí. Tính năng này sẽ sớm được mở rộng cho người dùng Gemini miễn phí. Đến thứ Sáu ngày 27 tháng 9 năm 2024, nó đã được cập nhật cho máy Samsung Galaxy A55 của tôi. Sau khi thử nghiệm, đây là những gì tôi suy nghĩ. Ứng dụng miễn phí trên iPhone và Android cho người khiếm thị. Khi nói đến các công nghệ dễ tiếp cận, người mù và nhìn kém thường gặp khó khăn trong việc tiếp cận tài liệu đọc. Việc có các công cụ và dịch chuyên biệt là rất quan trọng. Nhưng những giải pháp này đôi khi chỉ có thể có chi phí cao. Đó là lý do tại sao ứng dụng Speech Central nổi bật trong thế giới của các ứng dụng miễn phí trên iPhone và Android dành cho người khiếm thị. Ấn tượng với tính năng mô tả hình ảnh của Google Talkback 15. Trên Android, không thiếu ứng dụng cung cấp dịch vụ mô tả hình ảnh bằng trí tuệ nhân tạo AI. Tuy nhiên, việc tích hợp mô tả hình ảnh trực tiếp vào Talkback, một trình đọc màn hình có sẵn cho Android, là một bước phát triển thú vị có thể thay đổi cuộc chơi. Trong khi Jisoo, trình đọc màn hình phổ biến của bên thứ ba, cung cấp mô tả cho cả tiêu điểm và toàn màn hình, thì tính năng này có thu phí và thường mất thời gian để đưa ra kết quả. Sau khi thử nghiệm mô tả tiêu điểm dựa trên Gemini trực tuyến được bao gồm trong Talkback 15 của Google, tôi chia sẻ suy nghĩ của mình về cơ hội mà tính năng này mang lại, hạn chế của nó và một so sánh nhanh với lời đề nghị của Jisoo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.
Xin chào và hẹn gặp lại.